Trời đất ơi, quân nào trét nước sơn lên nhà tao? Quân nào? Alo, nơi đây có biệt đội Chim Ưng hả? 5 phút nữa tập hợp nhà bác Tứ, đứa nào trễ tao sẽ mét vợ tụi bay. Theo con, hung thủ là một người không hề có năng khiếu hội họa. Vì giờ sơn quá xấu. Theo con, hung thủ là một người rất nghèo, bởi vì thời buổi này còn mang đôi dép cho chó cả. Theo con, thủ phạm là kẻ thù của bác. Tại sao nó không sơn màu vàng? Tại sao nó không sơn màu đỏ mà nó sơn màu đen? Và tại vì nó muốn dùng nhà bác có tàn tóc. Theo con, hung thủ chính là một người bình thường, tạm thời còn chưa có nghĩ ra. Hey, bốn thằng ngu, mặt mày sáng láng mà phán đoán như khùng. Tào lao, gì dấu vết để lại quá mơ hồ, cho nên không thằng nào đoán được đâu. Bây giờ chúng ta phải lập ra một tổ điều tra, mỗi đêm thay phiên nhau canh chừng, được không? Được. Vậy thì tất cả tập trung nghe bác phân công. Gì? Giờ này không biết bác Tứ còn thức không ha? Chi vậy? Thì thấy mua mồi nhậu nhiều quá, rủ ông ra đây ngồi canh chung, hiểu không? Nè, phải chạy qua đất nè. Đi điên quá, bác Tứ người ta ngủ sớm lắm, hiểu không? Bây giờ mày kêu tao vô kêu ổng, ổng đủ hai chồng ra khỏi nhà luôn thì có. Ok, hai đứa mình canh cũng được. Nói thiệt á. Gì? Tự nhiên thấy ngứa tay. Mấy tháng này đâu có đánh ai. Thiệt á, bây giờ mà hung thủ bước ra sẵn thấy một cái là chụp đầu quýnh bơm đầu. Ê cho mày nghe nè, lỡ thí dụ như á, cái thằng hung thủ đó nó có võ công thì sao? Trời, nó có võ mà tao không có võ à? Xin lỗi mày đi, cuộc đời thằng Hùng Dũng nè chưa biết sợ ai. Mày sợ võ mày không? Sợ chứ. Đó, mới nó không biết sợ ai. Mày sợ sao không ta? Cái tí. Alo. Ok. Mày vô nhóm. Ủa mày cái gì vậy? Vợ tao kêu. Chờ tao một chút nha. Ê. Có giọng ra không? Thì tao ra được tao ra. Nhưng mà mày ngồi chờ tao nha. Đừng có về nha. Ê. Mà có giọng ra không? Thì tao nói tao ra được tao ra mà. Mày đừng có về, phải chờ tao á. Rồi biết rồi. Ê mày nói nghe. Tao nói nghe. Thằng đàn ông có thể sợ vợ, nhưng mà không thể nào nuốt lời hứa nghe. Mình đã hứa với bác Tứ rồi, chắc chắn mình phải ngồi đây canh khi nào bắt được thủ phạm mới thôi. Rồi biết rồi, chồng chữ tính đúng không? Quân tử nhất ngôn. Rồi quân tử nhất ngôn. Nhớ nha. Khoan chờ chút. Cái gì nữa đi? Anh nghe vợ ơi. Cái gì? Con bị sao? Nó bị sốt hả? Thôi về chờ anh. Về anh về. Quên, chữ tính. Trời ơi, con nó quan trọng hơn con nó bây giờ sốt rồi kìa. Quên, chữ tính. Trời. Alo. Anh chú tới rồi nè. Nhóm 1. Dạ. Báo cáo tình hình. Dạ thưa bác, sau khi được bác giao nhiệm vụ thì tối hôm qua hai thằng con đã canh chừng thì hung thủ sao vẫn chưa xuất đầu lộ diện. Tại sao? Dạ tối hôm qua vợ ngủ mình nó ngủ không được, cho nên con có vô phòng ngủ chung vợ con. Trời ơi, còn mày? Thưa bác, thật lòng là con rất muốn canh. Ừ. Nhưng ngặt nổi là con Misa nó bị sốt, cho nên buộc lòng phải về canh nó để cho vợ con ngủ. Trời ơi, như vậy là nhóm 1 phá sản. Mày chỉ trông chờ vào nhóm 2 mà thôi. Thưa bác, tối nay khi mộng thường xuất hiện thì hung thủ sẽ xuất đầu lộ diện.
hả? Sao anh nói không gặp không về? Vợ anh gọi, nhà anh có biết. Còn em sao? Trời ơi là trời. Như vậy là sao? Hả? Như vào là say. Hả? Mày, trời đất ơi. Kêu canh chừng, kêu bắt hung thủ. Mà canh chừng cái kiểu gì, bắt cái kiểu gì. Mà nó sơn từ một cột, nó qua hai cột, rồi nó qua ba cột. Trời ơi, để vài ngày nữa thôi, nó tiến thẳng vô phòng tao, nó sơn tao đen hù luôn. Ha? Thiên tài. Dạ. Còn canh sao? Hôm qua con có căng mắt con coi mấy cái cột này rồi. Nhưng mà hình như con bị một cái con gì đó nó cắn vô cái huyệt nào đó. Con chớp mắt có chút xíu thấy trời sáng luôn. Trời ơi, mày bị con mũi Anofen có bầu nó chích mày. Ôi trời ơi. Còn mày, mày bắt được hung thủ không? Một khi Mộng Thường đã ra tay thì không hung thủ nào có thể trốn thoát được. Hung thủ đâu? Hiện đang nằm trên công an phường. Nó sơn nhà tao đúng không? Dạ không, nó ăn trộm nhà con. Tối qua đang canh ở đây, vợ con gọi về con bắt nó giao lên công an phường rồi. Trời ơi. Trời, tức quá, có bốn thằng nè. Đẹp lòng lộn mà ngu cũng lòng lộn. Trời ơi là trời. Bất tài vô dụng. Đi hết đi. Tao không cần tụi bay nữa. Tao sẽ gọi điện cho vợ tụi bay. Tao sẽ mét. Còn thằng hung thủ, bây giờ đích thân tao sẽ ra tay. Tao sẽ tóm được thằng hung thủ. Hung thủ là nhìn điệu bộ của ổng chắc không có tìm ra được hung thủ đâu. Thì hung thủ lại con ma. Sao lại con ma? Thì giờ mình không bắt được ai, mình quy vô con ma cho rồi đi khỏe. Vậy tóm lại hung thủ chính là con ma. Ma cái đầu tụi bay á. Tao không tin là trên đời này có ma. Con ma không làm được chuyện này, chỉ có con người thôi. Tao sẽ cho đặt camera. Để tôi nhanh qua đi bác ơi. Đúng rồi đó bác. Nhanh đi bác. Sao tụi bay hấp tấp vậy? Từ từ hung thủ mới xuất hiện chứ. Tụi xuất hiện đâu giờ 2 tiếng đồng hồ không thấy gì hết trơn á. Bây giờ tụi bay tua qua lỡ nó xuất hiện trong cái vụ tua là sao? Đồ điên, tập trung đi. Có người đứng ra kìa. Ủa? Sao hung thủ là một đứa con nít? Đúng rồi đó. Trời ơi, cái khuya lơ khuya lắc không chịu ngủ ngơi. Mày đi phá lạc phá sớm. Đâu có. Con nít kiểu gì mà ăn mặc như ông già vậy? Cái tướng này quen lắm nè. Quen thiệt á. Hả? Không phải con nít mà là bác tướng. Ủa? Sao không tự cầm sơn không chơi nhà ổng ta? Bác ơi, bác tự sơn rồi bác kêu tụi con đi canh chi vậy? Như là bác là hung thủ á. À, tôi hiểu rồi. Bác Tứ bị mộng du. Vợ tôi lớn nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu đang ngủ say cũng phải thức dậy.